Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói là mình phải là nhiệm vụ kép, tức là vừa chống dịch ổn định yên tâm mà cũng không chủ quan, nhưng mà đồng thời phải khôi phục và phát triển kinh tế. Cái đó và các công đoàn, một cái bài học lớn là như vậy. Thì bây giờ trong cái Việt Nam Campuchia mình thì một thời gian là vừa chống dịch nhưng chúng ta vẫn duy trì những hoạt động. Bây giờ phải đẩy mạnh hơn nữa, làm những cú hích tốt hơn. Thì tôi có suy nghĩ là lợi đây mình bàn với nhau những cái để mình giao kèo ra đây, mình ráng mình xúc tiến. Nãy tổng lãnh sự có nói có những cái gì cần để tìm hiểu đầu tư qua Campuchia và ngược trở lại Campuchia qua đầu tư Việt Nam. Thì như chúng ta nói là cố gắng một năm ít nhất có một lần mình giao lưu các doanh nghiệp, thì phải chăng lúc này nên có cái cuộc gặp gỡ ít thôi, không cần nhiều, một số doanh nghiệp hai bên để trao đổi, tìm những giải pháp để thúc đẩy cho cái phát triển trong cái sau cái dịch này. Thì tôi cho con số khiêm tốn là mỗi bên 10 người, 10 doanh nghiệp đã làm một cái cuộc trao đổi. Những doanh nghiệp ở Campuchia đầu tư ở phía Nam nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, có sẵn đây. Chứ bây giờ lúc đi qua đi lại khó khăn. Rồi doanh nghiệp Việt Nam mà có đầu tư hoặc có mong muốn đầu tư đã trao đổi. Thì làm sớm đi. Ở các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay là cũng đương hội thảo về cái chuyện này. Thủ tướng là hội thảo các doanh nghiệp thì mình cũng trao đổi những cái hướng cụ thể thế nào, có cái gì chủ động chúng ta có thể giúp cho nhau được, cái gì phải kiến nghị. Mà tôi thì tôi thích là nói vậy, là cứ giống như mình cuộc đó có những cậu ở bên kia cũng chủ tịch đâu đến nói đó, nhưng mà nó giúp không làm rồi nói là các doanh nghiệp qua rồi thủ tướng là có phải đâu. Bữa đó em có giữ cái gì đâu, thủ tướng chỉ ăn Tết đi bà con thôi, đừng có thùng rỗng kêu to trong quan hệ Việt Nam Campuchia mình thân cận, không có nói 70 lấy lầm rồi lên TV lên truyền hình rồi cho nó khốt thì không nên. Mà chúng ta phải bàn nhau kỹ thuật, ví dụ như em lành rồi đó, như thiện tâm như vậy, nhưng mà cũng có thể quảng bá sản phẩm, quảng bá hình ảnh nó một cái khác. Cô Mai đây rồi cô Tuyết, một số luật sư cũng cung cấp những cái văn bản pháp luật Việt Nam, những hướng dẫn để đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp chúng ta còn lúng túng lắm. Thì bữa đó chúng ta có những cái hướng dẫn, những cái phần mềm sẵn chúng ta trao luôn cái văn bản luật pháp để gỡ cho thêm. Và tôi nói thật đó là cái cất cánh của doanh nghiệp hai nước hay không là những việc làm rất cụ thể thì thật. Mà bữa các doanh nghiệp Campuchia nó đâu có gì, đâu phải gì to tát lắm đâu, những cái rất cụ thể, rất rõ ràng. Nhưng mà mình vẫn còn để anh em là đặt cái ngập ngừng, thì cái đó chúng ta cũng được. Thì tôi thấy là nên tổ chức được sớm nè, trong tháng 5 này cũng được. Có thể trong cái dịp 19 tháng 5 này nè, dịp là Bác Hồ, nó theo chân Bác Hồ cũng là cái người là tiêu biểu trên thế giới và ở các nước mình. Thì theo chân Bác, tức là những cái việc làm thiết thực để dung đắp cái tình hữu nghị này, mà nó lại tính thời sự này. Mà không cần nhiều nhé, chỉ cần 5-10 doanh nghiệp mỗi lên chúng ta có cái cuộc gặp nhau thăm tình thăm hỏi và chia sẻ, thì đó là một cái tôi mong muốn đề nghị. Nếu mà được thì tổng lãnh sự cùng với tôi cùng chủ trì cái đó. Cái thứ hai nữa là cũng trong cái thời điểm này thì hiện nay là gần 200 các cháu lưu học sinh Campuchia đang học ở thành phố, còn dướng chưa qua được ở Việt Nam, còn đương phải vận hành, tôi nắm được tình hình đó rồi, qua nhiều cái chuyện để các cháu, mà trong khi các trường học rồi, những cháu ở tại Việt Nam này có một khoảng đó, hiện nay mà những cái cháu qua đây được khoảng chừng được 50-60 gì đó, thì chúng ta cũng nên có cái cuộc gặp. Chúng ta gọi là ngày hội cung mầm hướng nghị mà đỡ đầu rồi đó,
thì dịp này chúng ta nên cũng mới gặp vũ lên di cốt cho mấy cháu chứ, tiếp sức cho tụi nó chứ. Tôi bây giờ trong cái việc là tôi cũng tìm hiểu có đứa nào lại khó khăn để giúp đỡ.